tấm ốp tường Wallack, tấm ốp tường PVC, hai loại tấm ốp tường tưởng như cùng loại nhưng hóa ra chúng lại rất khác nhau rõ rệt về chất lượng. Sự khác biệt ấy nằm ở đâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay quý vị nhé. Trước mắt quý vị là bảng so sánh hai dòng sản phẩm tấm ốp tường Wallack và tấm ốp tường PVC. Hãy cùng Wallack phân tích từng tiêu chí một. Thứ nhất, đặc điểm chất liệu nền. Ở tấm ốp Wallack được sản xuất 100% nguyên khối, có độ cứng cao, do vậy rất khó bị biến dạng hay gãy khi va chạm mạnh. Về chất liệu PVC, với thiết kế dạng rỗng, các thanh khá mỏng khiến tấm ốp tường PVC dễ bị bẻ cong và biến dạng lớn khi có tác động lực. Từ đặc điểm trên, chúng ta có thể kết luận được rằng tấm ốp Wallack có khả năng chống cong vênh tốt, trong khi đó tấm ốp tường PVC lại rất giòn và dễ gãy. Tiếp đến là công nghệ gắn màu. Màu tấm ốp Wallack được sản xuất theo công nghệ ép nhiệt, gắn chết trên bề mặt cốt nền, do vậy màu tấm ốp được bám rất chắc. Khi gặp nước, bề mặt tấm ốp không bị thấm mà còn có khả năng rửa trôi rất nhanh. Do tính chất này nên tấm ốp tường Wallack có thể chống mối mọt dù đã dùng một thời gian rất lâu. Trong khi đó, màu tấm ốp PVC được dán bằng keo dính. Nếu ở thời tiết mát mẻ thì tấm ốp vẫn sử dụng được tốt. Nhưng khi thời tiết chuyển ẩm hay nắng nóng một thời gian, lớp phủ màu tấm ốp PVC sẽ không còn được nguyên vẹn. Cuối cùng là kiểu dáng và mẫu mã. Tại Wallack cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm tấm ốp tường, bao gồm hơn 30 mẫu sản phẩm gồm cả tấm ốp dạng nan và tấm ốp dạng phẳng. Đặc biệt, tấm ốp dạng phẳng có hai viền chỉ chạy hai bên giúp mở rộng không gian khi ốp dọc lên tường, với màu sắc hiện đại mang phong cách Hàn Quốc sang trọng, đáp ứng mọi không gian ngôi nhà của quý vị. Mong muốn mang lại chất lượng tốt nhất đối với không gian ngôi nhà, Wallack luôn tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất nhằm đảm bảo cho ra mắt những sản phẩm chất lượng tốt nhất, cao cấp nhất để phục vụ quý khách hàng. Thông qua video trên Wallack, hy vọng quý vị có thể dễ dàng phân biệt được hai loại tấm ốp Wallack và PVC, từ đó quý vị đưa ra quyết định đúng đắn về việc lựa chọn dòng sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất với ngôi nhà của mình. Ngoài sản phẩm tấm ốp tường, tại Wallack còn cung cấp một kho tàng tranh ốp tường, tranh pha lê, gương, đồng hồ và các đồ trang trí khác nữa phù hợp với mọi không gian ngôi nhà của quý vị. Nếu quý vị đang có ý định tân trang ngôi nhà của mình, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 0989 840 322 để được hỗ trợ. Vui lòng truy cập website wallack.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Cảm ơn quý vị đã đón xem video này. Chúc quý vị có một ngày mới thật an lành. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.